Hello, xin chào nhà. Mới về được hai con nữa nha. Bowman, hàng của Đức nha. Có giấy chứng nhận hẳn hoi luôn. Sẽ này kia đầy đủ. Bao chính hãng ở nhà nha. Giấy luôn. Xịn nha. Đây là đồng hồ cơ automatic cả nhà. Con này bản full thép đúc khóa bấm. Chạy cơ chế là 4 kim nguyên siêu nha. Siêu nó bao cả núm kính này luôn. Đó. Có cái kim hai đầu chỉ thứ nha. Ở trên là tháng. Còn hai kim này là giờ và phút, còn đây là chăng sao, còn đây là lịch ngày. Dây thép đúc kính sapphire, size của nó là 40 nha. Thêm có hai con này là màu trắng, con này sổ sách cũng đầy đủ nè. Con full vàng automatic có cốt tay, có cốt tay luôn đó. Chăng sao ngày tháng thứ ngày, chăng sao ngày cọc số La Mã, kính sapphire nha. Giá hôm nay là chưa tới 3 nữa nha, chưa tới số 3 nha. Đầy đủ nha, gửi cho cả nhà nguyên combo luôn. Cao của Đức nha, kính sapphire đồng hồ cơ automatic.